Em chào các bác nhá. Hôm nay em tiếp tục lại review đến các bác một thương hiệu đến từ Ý. Thương hiệu BNC các bạn. Đấy, một em Camalong Sport. Đấy. Con này có là khung nhôm, càng nhôm. Xe đứng bằng 48, xe ngang bằng 52 các bạn. Xe thì hàng sách tay của em. Nhưng con này có giấy tờ ra đây, em vất lẫn ở đâu đấy. Em chưa tìm thấy. Đấy. Con này thì khá đẹp, mới đến 90% các bác nhá. Đấy, mới đến 90% hàng sách tay. Con em Camalong Sport. Màu thì rất là đẹp rồi. Đấy. Xe là quá ok. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0918 096 215 các bác nhá. Địa chỉ cửa hàng nhà em là ở khu cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Em nhận bao ship toàn quốc. Đấy, một em Camalong có size đứng bằng 48, size ngang bằng 52, khung nhôm. Còn khá là đẹp. Đấy, em vào chi tiết để cho các bác theo dõi. Đấy. Ghi đông phốt tăng là nhôm các bạn. Ghi đông phốt tăng nhôm. Con này cấu hình của xe là tay đè bấm xả Shimano. Đây là bấm xả Shimano các bác nhé. Đây có những cái vết xước nhẹ trên sườn này. Đấy. Xước nhẹ trên sườn. Không tránh được các bạn. Đấy, vận chuyển nó không tránh được. Đấy. Còn khá là đẹp. Đấy, tắt kèo hoa các bác nhé. Yên theo xe. Zoma, yên Zoma các bạn. Còn mới lắm các bạn. Đẹp lắm. Yên còn rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn cái độ bóng của sơn này. Con này rất là mới, nên là tôi vận chuyển nó bị sất một chút trên này. Còn con này rất là còn mới. Đấy. Phanh, phanh nhôm cơ nhá. Phanh V. Phanh hai lốp, lớp. Dùng của BNC. Đấy, chân đũa màu đấy. Đây các bạn này. Đấy, Mayer, nhôm. Con này chạy với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níp các bạn. 8 níp. Đè sau của nó là đè Alivo. Đấy. Đấy, xích gần như mới. Xe này còn khá đẹp đấy các bạn. Đây bàn đạp theo xe này. Khá là đẹp. Đấy, BNC đây các bạn. BNC. Đấy. Thương hiệu là đến từ Italia. Đấy các bạn nhá. Thương hiệu đến từ Italia. Đấy, tem của nội địa Nhật đây. Đấy, số khung này. Đấy, size của nó chính size xe là size của nó là bằng 47 các bạn nhá. Đấy. Còn đo, em đo nó là 48. Càng nhôm. Đấy, BNC này. Đấy. Xe thì quá ok rồi. Quá ok. Em sang mặt trái của xe để các bác theo dõi. Vì em bán những cái dòng BNC này hàng ngày đó mà em cảm thấy an tâm lắm. Riêng BNC em bán em an tâm lắm. Tuyệt đối luôn đấy. 100% luôn đấy các bạn. Đấy. Riêng BNC thì các bác cứ... là ok rồi, còn hàng khác, dòng khác thì em không dám nói, BNC mới check. Hiện tại bây giờ là đang đứng đầu ở Việt Nam các bác nhá. Quá ok. Đấy. Alivo. Khá đẹp đấy các bạn. Trần trống. Trần trống cho xe các bác nhá. Quay lại cái màn này. Tay đè bấm xả các bác nhá. Shimano 8 lít 3 đĩa. Đấy. Một model của Camalong Sport tắc kẻ hoa. Rất là đẹp đấy các bạn. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề các bác nhá. Đấy. Một em BNC quá xuất sắc luôn. Quá xuất sắc. Đấy. Một em Yen Soma. Đấy. Đây mặt bên đây nhờ quay này. Rất là rõ nét và đẹp. Đấy, cái đông phốt tăng là nhôm đây rồi, của em nói rồi. Đấy. Có những cái vết xước không mong muốn này. Đấy. Xước không mong muốn. Đấy, bác nào có thì alo cho em. Bọn em BNC rất là ok. Đấy, em đã lên một video trước đấy là hàng về rất là nhiều các bác nhé. Đây, đây em quay qua một tí nữa. Hàng về rất là nhiều. Đấy. Nhưng mà em review từng xe một để cho các bác theo dõi chi tiết luôn. Đấy, còn bác là FSA này.
Hòn Bát FSA này. Đấy. Em sẽ review từng chiếc một để cho các bác theo dõi. Đấy, và em cũng xin phép được dừng video tại đây và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.